Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay là chúng ta sẽ bước tiếp tới tập 301 các bạn, tập đầu tiên trên chặng đường mới của kênh Misu. Và Thi sẽ kể lại những câu chuyện của một cô, hiện tại cô đang sinh sống và làm việc tại quận 10. Cô này có một tiệm máu dài rất là đẹp các bạn, và cô là người bên đạo Thiên Chúa. Thì cô đã viết mail về kể cho chúng ta nghe những câu chuyện do chính cô trải qua. Và những câu chuyện này mỗi khi mà nhắc lại đó là cô đều có cảm giác sợ hãi và rất ám ảnh các bạn. Câu chuyện đầu tiên cô kể là cách đây vài năm trước, vào một buổi chiều trời mưa rất là tầm tã. Thì lúc đó là cô đang đứng cắt vải may đồ, còn người con gái cô lúc đó là 16 tuổi đang ngồi học bài, và có một đứa cháu trai lúc đó tầm khoảng 13 tuổi đang ngồi chơi đồ chơi các bạn. Thì câu chuyện ba người nói với nhau là về những cái người thanh thiếu niên quậy phá đó. Cho nên đó là cũng tiện thể cô đã kể cho con cô, cháu cô nghe một câu chuyện mà xảy ra cách đó khoảng 15 năm về trước các bạn. Thì trước nhà cô đối diện là nhà của một gia đình, mà gia đình này thuộc dạng giống như là một gia đình hơi phức tạp, và họ có một người con trai. Người con trai này tầm khoảng 29-30 tuổi, và anh này rất giang hồ các bạn. Mặc dầu cái tuổi đó rồi, hầu như là những bạn mà cỡ tuổi đó thì đã có gia đình hoặc là tập trung lo cho sự nghiệp, nhưng ngược lại anh này rất quậy và giang hồ các bạn, và thường xuyên tổ chức ra những cái cuộc nhậu nhẹt, những cái mà hành vi quậy phá ảnh hưởng đến xóm làng, mà đặc biệt là cô. Và mọi người cảm thấy rất khó chịu với gia đình này, nhưng mà không ai dám nói, tại vì gia đình này là quá hung dữ giang hồ, cho nên họ sợ rằng nếu mà nói mất công lại có chuyện lớn xảy ra. Và cô cũng nhịn nhục rất nhiều các bạn, tại vì là cô nghĩ rằng là tránh voi chẳng xấu mặt nào, một câu nhịn chín câu lành, cho nên cô giàu rằng rất khó chịu nhưng vẫn cố gắng chịu đựng. Thì do là cái anh này là cũng giang hồ, thì không biết là cái chuyện gì bị người ta đâm trọng thương và anh này tử vong các bạn. Thì khi mà anh này chết á, biết rằng anh này bị đâm, thì hàng xóm láng giềng họ cũng cảm thấy thương thiệt, cũng cảm thấy là tội nghiệp thiệt, nhưng mà vẫn cảm thấy như thoát nạn các bạn. Tại vì khi anh này sống quậy quá, cho nên khi mà chết đi thì không còn ai quậy phá nữa. Thành ra là hàng xóm láng giềng cảm thấy rất là gọi là giống như được thoát một cái nạn gì đó, không phải chịu đựng những cái trò đó nữa. Thì sau đó là cái người cháu của cô, khi mà nghe cô kể lại những cái trò, những cái gì mà anh này đã bày ra đó, chủ yếu cô kể là để răn đe con mình, cháu mình, chứ không phải là để nói xấu cái người thanh niên kia. Nhưng mà cái người cháu của cô thì lúc đó nghe cô kể bắt đầu mới đứng dậy và tiến lại đằng cái cửa sổ kế bên cái cửa chính nhà đó. Thì từ cái cửa sổ này nhìn qua cái nhà bên kia là sẽ thấy được cái phòng khách của nhà họ, và có thể thấy được cái bàn thờ luôn các bạn. Thì lúc đó là người cháu mới hỏi cô rằng là có phải cái người mà cô kể là cái người mà trên tấm hình nhà người đó đang thờ hay không. Thì cô bắt đầu cũng bước nhẹ nhàng tới và cũng làm cái cử chỉ là ừ đúng rồi, là đúng người đó đó. Thì sau khi mà kể chuyện đó xong, cái lúc mà kể về người thanh niên đó đó, là cô nói rằng trời mưa, sấm chớp rất là dữ các bạn, dữ lắm, rất là ghê. Thì chuyện cũng không có gì, tới tối, tới khuya dần, con cô đi ngủ, cháu cô đi ngủ. Và do cô có cái lượng công việc nó lớn, cho nên là cô phải thức để mà cắt, để mà giao kịp đồ cho khách đó. Thì cô thức làm việc rất là khuya, và trời về khuya đó, thì trời cũng bắt đầu là tạnh mưa dần, và chỉ là lâm râm thôi, chứ không phải là mưa lớn nữa các bạn. Thì cô làm tới khoảng tầm 1 giờ khuya. Lúc đó là do mệt quá rồi, cho nên là cô có nằm lên cái giường mà để kế bên cái bàn cắt may á. Thì cô nằm lên giường đó mở tivi xem, và khi xem tivi thì cô chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Cho tới khi tự nhiên cô cảm giác như là ủa sao mà gió lạnh quá. Cho nên là cô có hí mắt ra, lúc đó là buồn ngủ quá rồi, nhưng mà
Cô giật mình dậy chứ không phải là mở mắt hẳn ra, mà cô lại hí mắt thì cô nghe cái lỗ tai cô á, thì nghe tiếng tivi, hí mắt ra thì thấy tivi đang mở. Cho nên cô dự định rằng bây giờ mình sẽ giới mình lấy cái remote để mà mình tắt cái tivi rồi mình ngủ luôn tới sáng. Thì khi mà cô dự định như vậy đó các bạn, thì khi cái tai cô định với qua để lấy cái remote thì cái tai cô nó cứng ngắc, nó không thể nào cử động, không thể nào nhúc nhích được. Và lúc này cái cơ thể của cô cũng vậy, cảm thấy như gió thổi vô nhà rất là lạnh các bạn. Thì khi mà hí hí con mắt để nhìn tivi đó, thì cô có thấy một cái bóng người. Và cái bóng người này chạy rất là nhanh từ cửa chính nhà của cô, chạy vô trong cái nhà sau của cô mà chạy nhanh dữ lắm. Và trong cái tiềm thức của cô nghĩ rằng, ủa bây giờ á, là trời đang rất là khuya, nửa đêm rồi, mà cô đã khóa cửa rất là kỹ mà không biết là ai mà chạy vô nhà như vậy. Mà cô nhát thấy cái người đó thì cô thấy rằng cái người này không có mặc áo, cởi trần và chỉ mặc duy nhất một cái quần tà lõn. Và trong cái giống như là cái tiềm thức của cô nhìn thấy được rằng là cái quần này á nhiễu nước tỏn tỏn, giống như người này vừa mới mắc mưa, một cái trận mưa rất là lớn mà đi vô nhà cô vậy đó các bạn. Thì cô nói, ủa ai vậy trời, ai vậy? Và cái tiềm thức không hiểu sao cô lại thấy người này. Và cô thấy rằng cái bóng dáng đó, cái gương mặt đó tại sao giống như cái người thanh niên mà cô đã kể cho con, cho cháu mình nghe hồi chiều, giống quá. Và trên tay người này cầm một cái thanh rất là dài, và cô nghĩ rằng cái thanh đó giống như là cái cây mã tấu các bạn. Thì cô thấy rằng cái người này chạy vụt qua phía nhà sau của mình. Sau đó là bắt đầu cô nghe tiếng loảng xoảng. Và trong cái tiềm thức cô thấy mình ngồi bật dậy chạy ra phía sau. Thì cô nhìn thấy người đó đang á, là giơ cái mã tấu lên để chém vào trong những cái sóng chén, cái sóng ly. Tại vì phía nhà sau của cô là có một cái sóng ly và hai cái sóng chén. Thì người đó chém và vừa chém vừa chửi thề, nói rằng á, là mày hả? Mày nói xấu tao hả? Mày nói xấu tao, tao cho mày biết tai nè. Thì lúc đó là cô quá sợ. Khi mà nhìn thấy cái người này chém xuống thì cô hỏi rằng, trời ơi trời, đi ra, sao vô nhà tôi vậy trời ơi. Thì cô la quá trời. Nhưng mà người đó vẫn không ngừng lại các bạn, cứ giơ mã tấu lên và chém. Và bao nhiêu chén bát, bao nhiêu ly tách đều rơi vỡ xuống đất hết. Thì lúc đó cô biết rằng á, là mình đã không phải gặp là người rồi, mình gặp là ma rồi. Cho nên là cô tập trung vào để mà cô đọc kinh kính mừng các bạn. Thì sau khoảng 10 lần đọc á, thì cô bật dậy được. Và lúc mà cô bật dậy được thì cô cảm thấy nhẹ nhõm. Tại vì mình chỉ là nằm mơ thôi chứ không phải là sự thật. Trời may quá, mơ, một cái giấc mơ kinh dị hải hùng. Thành ra là cô đã ngồi bật dậy và sau đó mở toàn bộ đèn, có bao nhiêu đèn trong nhà là cô mở toàn bộ lên hết các bạn. Và cô tiến ra cái phía nhà sau á, cô khi mà cô mở cái đèn nhà sau lên, một cái cảnh tượng hải hùng nó hiện trước mắt cô, là toàn bộ chén bát dĩa ly tách là đều bị đổ bể hết, mà bể một cách tan tành các bạn, giống như là ai dùng búa mà đập và khiến cho những cái mảnh vỡ đó là nó nhỏ, nó nhuyễn ra luôn đó, và nó văng tứ tung các bạn. Thì khi mà cô nhìn thấy cảnh tượng cái khung á, thì cô nói thêm rằng á, là phải dùng một cái lực rất là mạnh, tại vì những cái khung chén đó nó bằng inox, và khi mà cô để sát vô tường, cô có đề phòng nó lỡ mà nó có đổ á các bạn, thì cô có khoan tường để mà cô bắt hẳn vô tường luôn, rất là cứng cáp, không có thể nào rung trên được. Mà nếu mà cái người nào mà phải làm mạnh dữ lắm mới có thể là nắm cái đó để giật ra, hoặc là dùng một cái cây gì đó mà như cây xà beng chẳng hạn để mà giật những cái sóng chén đó ra, thì nó mới có thể là rơi ra được mà đổ bể ra được. Mà khi mà cô nhìn thấy nha, đinh ốc là vẫn còn dính vô tường các bạn, tắc kê là vẫn còn dính vô tường, mà những cái khung này nó ngã ra khiến cho đồ đạc đổ bể hết. Thì khi mà cô nhìn thấy cảnh tượng đó, cô sợ lắm, và cô liền nói lớn rằng là cô khi mà gửi cái tin này cho Thi á, lúc đó là cô đang đi du lịch các bạn, đang ngồi trên máy bay, và cô viết cái tin này. Mà cô nói rằng á, là khi mà nhắc lại cái câu chuyện này kể cho Thi nghe, cô còn không có dám nêu tên người đó, không dám, tại vì sợ các bạn, sợ hãi. Thì cô bắt đầu cô nói rằng á, là em ơi em,
Chị xin lỗi em, chị không có ý là nói xấu em đâu. Em tha lỗi cho chị nghe, chị sẽ cầu nguyện cho em. Và khi mà cô vừa nói xong những cái câu đó đó, tự nhiên nha các bạn, tóc gái rồi hả, cái mai, tóc mai của cô nó dựng đứng lên, mà nó cảm giác như là rợn, mà nó lạnh như là ai mà sát cái cục nước đá vào trong cái xương sống của cô vậy đó. Thì cô biết rằng lúc đó khi mà cô niệm xong, cô vái xong rồi, cô xin lỗi xong rồi, thì cô biết cái vong đó vẫn còn đứng kế cạnh bên cô. Cho nên nó là cái cảm giác của cô mới bị như vậy các bạn. Thì lúc đó cô sợ dữ lắm, toàn bộ đèn trong nhà cô đều mở hết. Và khi cô nhìn lên đồng hồ, đúng 3 giờ sáng. Thì các bạn nghĩ đi, nửa đêm 3 giờ sáng mà thức, mà phải chứng kiến cảnh tượng trong nhà mình bị như vậy thì sợ hãi lắm. Cô dự định rằng thôi bây giờ mình đi lên lầu, mình vô mình ngủ chung với con gái mình luôn để sáng rồi dọn. Nhưng khi nghĩ lại á, là không được. Bây giờ nếu không dọn thì sáng mai á, là con cô nó đi làm, đứa đi làm, đứa đi học, nó thức sớm, nó xuống nó thấy cảnh tượng như thế này thì phải nói làm sao, phải giải thích cho con mình làm sao. Rồi mất công nó hỏi tới, rồi cũng sợ rằng lỡ mà con cô đi, nó đạp vô những cái miệng đó, thì nó sẽ đứt chân. Thành ra là cô vội lấy cái chổi để mà gom hết toàn bộ miệng lại, chất thành một cái đống lớn các bạn. Các bạn nghĩ đi, bao nhiêu chén bát mình đổ hết, bao nhiêu ly tách trong nhà đều bị đổ hết, thì rất là nhiều miệng đúng không? Thì cô chất lại thành một đống, và khi cô vừa quét, cô vừa đọc kinh các bạn. Sau khi làm xong, cô để nguyên cái tivi đó, rồi để nguyên đèn đuốc đó, đi lên lầu nằm kế cạnh con gái của mình. Tuy rằng lên đó rồi cảm thấy an toàn rồi, nhưng cô vẫn còn cảm thấy rất là sợ các bạn, sợ hãi lắm. Cứ nằm đọc kinh hoài cho tới tận gần sáng, mệt quá cô mới ngủ thiếp đi được một chút. Cho tới sáng hôm sau á, là con của cô có hỏi rằng á, là ủa sao mà hồi hôm chuyện gì mà bao nhiêu đồ đạc bể hết vậy mẹ? Thì cô không có dám kể cái chuyện đó đâu các bạn, sợ rằng con mình sợ. Cho nên cô nói rằng là hồi hôm mẹ mệt quá, thành ra mẹ qua ra cái phía sau mẹ pha cái ly nước chanh. Nhưng mà do cái tay của mẹ vô tình mẹ té thì mẹ có vịn vô trong những cái sóng đó đó, khiến cho hả là nó bật ra, nó đổ như vậy. Thì cô nói dối con mình như vậy các bạn. Thì sau khi mà con cô đi học đi làm hết rồi đó, cô mới gọi qua cho cái người chị gái kể lại đầu đuôi câu chuyện cho chị cô nghe. Rồi xong rồi hai chị em cô đã cùng nhau vào nhà thờ để mà xin cha, để mà xin cái nước thánh đó về rải hết toàn bộ căn nhà, rồi cũng khấn vái xin lỗi người đó lần nữa các bạn. Và cho tới bây giờ á, thì cái nhà đó đã xây dựng được một cái người cháu trong gia đình xây dựng lại, và cái hình người đó cũng không còn thờ ở đó nữa các bạn, mà đem về quê thờ. Thì tới nay cô cũng không còn gặp cái người đó nữa. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên cô gửi về cho Thi. Các bạn thấy không, nhiều khi á, là cô này không có cố ý đâu các bạn, không có cố ý đâu, chỉ là vô tình thôi, chỉ là muốn kể lại cho con, cho cháu mình nghe những cái hành vi quậy phá của người này, chỉ vô tình thôi. Mà cái người đó do là khi còn sống á, là họ cũng đã dữ rồi, họ đã là không có hiền rồi, cho nên khi mà mất đi á, thì cái vong của họ cũng sẽ là dữ các bạn. Cho nên khi mà nghe được cô này nói xấu mình, tại vì người ta thì nghĩ rằng cô nói xấu, nhưng thật sự là cái ý cô không phải là như vậy. Mà người kia khi nghe thì nghĩ là nói xấu mình, cho nên người này đã, mặc dầu gia đình cô này đạo Chúa, có bàn thờ Chúa đàng hoàng, nhưng mà do cái uất hận của người này lớn quá, cho nên xông từ ở nhà trước mà chạy thọt thẳng ra phía sau như vậy các bạn. Có nghĩa là khi mà mình coi như là mình đụng chạm tới người ta rồi á, thì những cái sự việc mình không thể nào mình lường được. Thì khi mà nghe cái câu chuyện này, hy vọng rằng các bạn rút kinh nghiệm cho bản thân mình, cho gia đình mình nha các bạn. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên cô gửi cho Thi. Và một cái câu chuyện thứ hai nữa, câu chuyện này xảy ra vào năm cuối năm 2003. Thì cô nói rằng ngôi nhà của cô có một cái căn nhà khác nữa. Căn nhà này vào khoảng năm 1996 cho đến năm 2003, là trong suốt khoảng mấy năm đó thì gia đình cô không có ở, mà để dành để cho thuê các bạn, cho người ta thuê nguyên căn. Thì khi mà cho thuê cái ngôi nhà này á, là có rất là nhiều người vào thuê,
Nhưng mà chưa được bao lâu thì người ta dọn đi. Và có rất là nhiều người luôn, chứ không phải là 1, 2 người hay 5, 6 người đâu. Đông người lắm, nhiều lắm. Và cho tới khoảng năm 2000 thì có hai mẹ con vô thuê ở. Thì hai mẹ con này là một người phụ nữ cũng nhỏ tuổi và có một đứa con khoảng 3 tuổi các bạn. Thì do là cái cô này á là vào thuê nhà cô, chủ yếu là đợi chồng của mình bên Mỹ làm cái thủ tục bảo lãnh hai mẹ con đi. Thành ra là thuê đó để mà đợi chồng mình các bạn. Thì chỉ có là hai mẹ con này là ở lâu nhất, là ở được gần khoảng 3 năm thì mới dọn đi. Nhưng mà do là mỗi lần mà những cái người trước người ta dọn đi á, người ta chưa bao giờ nói với cô bất cứ một cái chuyện gì. Người ta nói rằng là trả nhà rồi người ta đi luôn, chứ hoàn toàn không nói gì hết. Cho tới khi cái người phụ nữ này thuê đó, thì mỗi lần mà cô qua cô thu tiền nhà đó, thì người phụ nữ này hay nói với cô rằng là thường xuyên nhìn thấy có một người lính. Và cái người lính này á, là cứ vài đêm một lần là sẽ đến, rồi sau đó là nhét, rồi bắt đầu bóp cổ hoặc là đè, khiến cho người phụ nữ này không thể nào thở được. Cho nên á, là có một lần khi mà cô qua thì cô nhìn thấy, tại vì gia đình cô này á, là bên đạo Thiên Chúa, cô có thờ một bàn thờ Chúa các bạn. Thì cái lần đó cô qua cô thu tiền thì cô thấy rằng á, là cái hình Chúa của mình, cái bàn thờ của mình đã được dẹp đi rồi, cất đi rồi, mà lại thay bằng hình của một cái ông quan giống như là ở bên Trung Quốc. Nhưng mà do cô này bên đạo Chúa, thành ra cô không biết cái người đó, cái người đang được thờ đó là ai. Mà cô chỉ thấy rằng cái người đó mặc cái đồ giống như là ở bên Trung Quốc ngày xưa vậy đó, giống như quan vậy đó. Thì Thi nghĩ là bao quan công các bạn. Thì cô có hỏi rằng ủa sao mà em lại tháo cái bàn thờ của chị xuống như vậy, bàn thờ Chúa. Thì cái người phụ nữ kia mới nói rằng là tại vì á, cứ thường xuyên bị vậy, cho nên là em đã thỉnh cái hình này về em thờ thử, nếu mà vẫn không được nữa đó thì chắc là chị cho em trả nhà, chứ em không ở được, tại vì cứ thấy cái người lính đó về và bóp cổ em đè em hoài à. Nhưng mà khi mà kể cho cô nghe thì cô lại không tin các bạn. Cô nghĩ rằng chắc là eo sách gì để cho cô giảm bớt cái tiền nhà xuống, cho nên mới nói như vậy. Thì cô chỉ suy nghĩ vậy thôi. Thì cho tới khi mà người chồng của cái người phụ nữ đó rước cái cô này đi rồi á, thì trả nhà lại cho cô. Thì lúc này gia đình cô quyết định rằng sẽ không cho thuê nhà nữa. Cho nên đó là cô đã dọn, khi mà người đó dọn đi thì cô tới cái nhà này cô dọn dẹp, xong rồi tháo hết toàn bộ những cái lá bùa của cô này đã dán. Cô kể rằng cái người phụ nữ này lập rất nhiều bàn thờ các bạn. Một bàn thờ ở trước sân, một bàn thờ trong phòng khách, cái hình đó đó, cái hình mà cái ông tướng, cái ông quan đó đó. Rồi một bàn thờ ở phía sau bếp, rồi một bàn thờ phía sau cái nhà phía sau nữa. Rồi rất là dán những cái cửa sổ đó, dán rất là nhiều bùa. Thì khi mà cô vào cô thấy cô khó chịu lắm, trời sao mà thờ nhiều dữ vậy, rồi dán bùa tùm lum tùm la. Thì khi mà cô tháo ra, cô dọn hết toàn bộ, cô phải thuê người lại để mà sửa sang lại nhà. Và sau khi sửa sang lại nhà mới tanh hoàn toàn thì gia đình cô dọn về ở các bạn. Thì khi mà dọn về ở á, trong suốt thời gian đầu hoàn toàn không có gì, hoàn toàn bình thường, tại vì ngôi nhà này cô cũng mua lại, nhưng mà khi mua thì cô cho thuê luôn, chứ chưa bao giờ ở đây cả. Cô có cái tiệm may của mình cách cái nhà này khoảng 100m đó các bạn, thì chưa bao giờ cô ở đây. Và cái thời gian đó cái người con trai lớn của cô đang đi du học nước ngoài, còn người con gái cô thì lúc đó là 6 tuổi, vừa mới vô học lớp 1 các bạn. Rồi mỗi sáng đưa con gái cô đi học thì cô sẽ tới tiệm may luôn, và sau đó chiều đón con cô về ở tiệm may một chút, ăn uống xong rồi mới về cái nhà này ngủ thôi. Và trong suốt một cái khoảng thời gian thì cô chưa bao giờ nhìn thấy cái gì hết, hoàn toàn không bao giờ. Và cái bàn thờ Chúa đó là cô cũng dựng lại các bạn, sau khi mà tháo hết những cái bàn thờ của cái người phụ nữ kia lập lên thì cô cũng dựng lại bàn thờ Chúa của mình. Và tự nhiên có một lần đêm đó cô đang ngủ trong phòng với lại con gái của cô, thì cô đang ngủ rất say các bạn, tự nhiên cô nghe tiếng động. Và khi mà cô nghe tiếng động này bắt đầu nó lớn dần, lớn dần, lớn dần, giống như là đi trên cái hành lang vậy đó. Và sau đó tới ngay cái cửa phòng của cô thì cô nghe rõ ràng á. Do là cái cửa phòng này á, là cái tay nắm tròn á các bạn, nếu mà mình dặn ở ngoài thì ở trong nó cũng sẽ nhúc nhích các bạn ha. Thì khi mà cô
lắng tai cô nghe, tại vì cái tiếng động càng lúc càng lớn á, tự nhiên cô cảm giác như là cái tai nắm nó nhúc nhích, có nghĩa là cái người đó đang mở cửa phòng. Và khi mà vừa mở xong, cái cửa bung ra, cái cửa mở toang ra và cô thấy có một người đàn ông. Cái người đàn ông này mặc một bộ đồ lính, đội cái nón sắt mà của mấy người lính hồi xưa hay đội đó các bạn. Và đội cái nón này cho nên cô không có nhìn thấy rõ được cái gương mặt của cái anh này. Và lúc đó cô đã thức rồi, thì cô khi mà trông thấy người này, cô hỏi: trời, ai vậy? Sao vô đây làm chi vậy trời? Đi ra đi. Thì cô mới la lên, cô nói vậy. Nhưng mà người này không đi ra các bạn, mà cứ từ từ bước đến và ngồi đè lên trên người của cô luôn. Và sau đó, không, xin lỗi các bạn, thì quên rồi, là người này từ từ bước đến và người này đá, dùng cái chân đá lên trên người cô, khiến cho cái người cô đau. Nhưng mà cô muốn nhúc nhích lại không nhúc nhích được các bạn. Và khi đá xong vài cái khiến cho cô đau điếng rồi, mà cô không thể nào mà ngồi dậy để mà né cái người này đi đó, thì người này từ từ ngồi xuống trên cái người của cô và đè một cái cảm giác rất là nặng. Thì lúc đó đó, cô hoảng loạn quá rồi, cho nên là cô có cố gắng, cô hỏi rằng là mày là ai, tại sao mày vô đây được, tại sao mày vô đây mày đánh tao. Thì cô hỏi vậy, thì cái người đó cười các bạn, và cái nụ cười rất man rợ, rồi trả lời cô rằng á, tao ở phía sau nhà mày á, tao vô nhà mày bằng đường cửa sổ, được không? Thì lúc đó cô hoảng loạn quá rồi, và cô biết rằng người này không phải người, ma rồi. Chứ hả, tại sao lại vô nhà mà mình bây giờ cái người mình lại cứng ngắc, cứng khừ như vậy? Và cô này cũng có vài lần trải qua những cái lần mà bị ma đè hoặc là nhìn thấy ma, cho nên khi mà lâm vào cảm giác như vậy là cô biết rằng mình đã gặp ma chứ không phải là người. Thì khi đó cô bắt đầu hoảng loạn và cô đọc kinh trong đầu của mình các bạn, và đọc mà gọi là cô nói rằng lúc đó mặc dầu cô cũng đã lớn tuổi rồi các bạn, và cô đã đi nhà thờ rất là nhiều, nhưng do cái đầu lúc đó quá hoảng loạn cho nên nó là những bài kinh cô đọc nó cứ loạn xạ và đọc rất là nhiều. Thì cái người này á bắt đầu mới, cô nghĩ rằng bây giờ mình phải đọc thôi, mình phải cố gắng mình đọc kinh thì mới đuổi được nó đi, mình mới thoát khỏi được cái cảm giác này. Thành ra là cô cứ cố gắng. Thì khi mà cô cố gắng thì cũng được đáp lại, là bắt đầu người này đứng dậy các bạn, đi ra khỏi phòng. Mà khi mà người này đi á, cô có cảm giác như là gió mà nó thổi vô nhà mình hụ. Rồi cô nghe cái tiếng gió, cái tiếng mà cái cửa chính ở ngoài á các bạn mở ra, và gió thổi rất là dữ luôn. Và cô có cảm giác như là mình lâm vào một cái trạng thái như là mình nghe tiếng gió, rồi nghe thấy tiếng chân, rồi thấy cái người này, và xung quanh cảm giác rất là lạnh. Mà các bạn ở hả, mình khi mà Sài Gòn mình là mình chỉ ở máy lạnh thôi, chứ thời tiết thì đâu có lạnh như là ở ngoài Bắc các bạn ha. Thì khi mà cái người này bước ra rồi á, trong cái tiềm thức, tuy rằng cô không có đi theo, cô chỉ nằm đó thôi, nhưng mà giống như là cô có thể nhìn thấy rằng cái người này đi ra phía trước nhà trước, ngay cái chỗ cửa nhà trước, xong cái đi lại cái phía chỗ cầu thang là cái phía sau á, tại vì trên lầu có một cái lầu nhưng mà cô không có ở các bạn. Thì ngay cái chỗ cầu thang là có một cái cửa sổ, và từ cái cửa sổ này có thể nhìn ra được cái mảnh đất phía sau nhà cô. Mảnh đất này thuộc quyền sở hữu của một người khác, và người ta chưa có xây dựng nhà. Nhưng mà người ta trồng rất là nhiều cây ăn trái, cây xoài nè, cây ổi, cây mận, đủ thứ hết. Rồi có trồng thêm hai luống rau rất là xanh nữa. Thì cái cửa sổ đó là có thể nhìn ra được phía ngoài cái mảnh đất đó. Và cô thấy rõ ràng cái người này đó, cái người lính này nhảy qua phía cái cửa sổ đó. Mà cô nói hả, cái cửa sổ nó nhỏ lắm, nó không có to. Mà cái cửa sổ này có những cái song sắt mà hình con chim hồi xưa đó các bạn. Cái song sắt mà những cái song sắt rất là nhỏ, mình nhiều khi mình chỉ thọt được cái bàn tay mình ra ngoài thôi. Thì kể mà thì nổi da gà quá trời. Mình chỉ thọt được cái bàn tay ra ngoài thôi, chứ nhiều khi nguyên cái cánh tay mình cũng không thọt được ra ngoài. Thì cô thấy rõ ràng cái người lính này nhảy ra ngoài cái cửa sổ đó. Thì sau đó cô mới giật mình được các bạn. Và khi cô ngồi dậy á, không phải là cô ngủ mà cô giật mình mà nằm mơ, mà là cái sự thật là lúc đó cô mới ngồi dậy được. Thì khi cô ngồi dậy được ha, cô bắt đầu chạy ra mở hết đèn lên, thì cô thấy thiệt rằng là cửa sổ nè,
cái cửa sổ ngay cầu thang, rồi cái cửa sổ phía nhà sau, rồi cái cửa ở trước, rồi một cái cửa sổ phía trước hoàn toàn đều bị mở. Mà trong khi trước khi ngủ cô đã khóa chốt lại rất cẩn thận các bạn, thì lúc đó cô sợ lắm, vừa đọc kinh vừa đi đóng hết toàn bộ cửa rồi mở đèn lên, mà cô không có dám bước lại cái cửa sổ ngay chỗ cầu thang nha, không dám bước lại, mà đi vô phòng nằm cho tới sáng hôm sau đó là cô mới dám đi ra cái cửa sổ đó. Tại vì cô thấy rằng cái ông đó nhảy từ cái cửa sổ đó ra ngoài. Thì bắt đầu khi mà buổi sáng cô ra cô nhìn thì cô thấy cây cối ngoài đó quá trời luôn. Lúc này cô cảm thấy sợ khi mà nghĩ tới cái chuyện hôm qua. Và cô kéo tay cô đóng lại. Sau đó đó là cô có mua cái dây kẽm các bạn, kẽm cứng á, cô khóa cái cửa này lại luôn. Thì lúc này cô mới hiểu rằng là cái lúc mà cái người phụ nữ đó dọn đi á, trong lúc cô dọn là cái chỗ cửa sổ này dán rất là nhiều bùa, cho nên là khi mà tháo bùa ra có thể ông này vào trở lại nhà được các bạn. Thì cô đã tức tốc đến nhà thờ và sau đó xin nước thánh của cha đó, rồi về rải khắp nhà luôn. Giống như là cái câu chuyện bữa nãy Thi kể thì cô đã rải khắp nhà. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai mà cô đã gửi về cho Thi. Và một cái câu chuyện ngắn nữa. Câu chuyện này là cô kể là vào năm 1976 các bạn. Thời điểm đó là mới vừa giải phóng và người dân người ta đi kinh tế mới rất là nhiều. Thì lúc mà cô lên Long Khánh cùng với lại người chị của mình, người chị mới nãy thì kể đó, thì khi mà lên nhà của một cái ông chú, thì ông chú này là làm heo các bạn. Và nhà thì có ông nội nè, bà nội của cô thì hồi xưa sống ở Sài Gòn, nhưng mà sau này là lên Long Khánh là cũng mất ở đây. Và có bàn thờ của bà nội. Thì do là chiều quá rồi cho nên không có kiếm xe đò để mà đi Vũng Tàu được. Thành ra là cô với lại người chị của mình đêm đó ngủ tại nhà này. Thì chú của cô là đã trang bị cho cô là nằm, giống như là cô nằm một cái đi văn ở phía bên đây. Phía bên đây là ông nội, rồi phía nhà chính giữa là cái giống như cái bàn để mà uống nước đó các bạn, và một cái bàn thờ. Và ngay chỗ kế bên cái đi văn cô nằm là đường đi lên một cái gác. Mà cái gác này là không có sử dụng, không có ai ngủ trên đó hết, chỉ là để đồ đạc, giống như là một cái nhà kho các bạn. Và đêm đó cô với chị cô ngủ ở trên cái đi văn đó, còn cái người chú của cô thì ngủ ở phía sau nữa. Qua một cái đoạn giống như là cái chỗ mà làm heo á các bạn, thì nếu mà muốn qua nhà chú á thì phải qua cái đoạn đó. Thì đêm đó bắt đầu là lên ngủ, thì tự nhiên cô, bình thường cô rất là dễ ngủ các bạn. Người chị của cô á thì ngáy o o kế bên. Còn ông nội cô thì do lúc đó đang bệnh, thành ra là ông á là nhiều khi nói mớ nè, rồi thở rất là nặng luôn. Cô có thể nghe được ông của mình thở. Và khi cô nằm đó cô cứ nằm hoài. Cái thời điểm năm 1976 thì cô này sinh năm, cô sinh khoảng đầu năm 60. Thì tới năm 1976 thì lúc đó cô khoảng mười mấy tuổi. Thì lúc đó cô đang nằm mà cô nói rằng cứ trằn trọc không thể nào ngủ được các bạn. Rồi sang hồi tự nhiên cô cảm thấy nóng quá, cho nên đó là cô đã cởi phăng cái áo ngoài. Hồi đó là có một cái áo trắng lót ở trong đó các bạn, ở phía ngoài thì mặc một cái áo. Thì cô đã cởi phăng cái áo này ra để cho đỡ nóng. Tự nhiên sao nóng quá, nhưng mà khi nhìn qua thì thấy chị cô vẫn đắp mền. Thì bắt đầu là cô dự định rằng thôi ráng ngủ để sáng mai còn đi sớm, chứ giờ chưa ngủ được mà sao kỳ quá không ngủ được. Cứ nằm thì tự nhiên cô bắt đầu cái người cô cứng lại các bạn. Người cô tự nhiên nó cứng đờ không nhúc nhích được. Và từ từ là trên gác cô nghe tiếng giống như là ai mà đang lục bịch ni lông vậy đó. Nó cứ xoẹt 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 giống như ai đang bóp cái bịch ni lông vậy nè. Nó xoẹt 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 xong rồi có cái tiếng thủy tinh nó va vào nhau, nó kêu can can can, mà từ từ lớn dần. Mà khi đó cái người của cô thì nó cứng, mà cô có thể liếc qua cô thấy chị mình giống như không nghe, ngủ rất là say. Mà ông nội thì có vẻ như cũng đang ngủ rất là say, ngáy rất là lớn. Thì cô nói ủa sao mà trên gác, không lẽ chuột ta, không lẽ chuột nó chạy trên đó mà nghe những cái tiếng động rất là mạnh như vậy mà không ai nghe. Thì khi mà cô bắt đầu cô nghe, bắt đầu cứ liên tục nha các bạn, nghe tiếng bọc, xong rồi nghe tiếng thủy tinh va vào nhau, rồi bắt đầu tiếng loảng xoảng, rồi bắt đầu ha,
có cái tiếng bước chân. Mà cái tiếng bước chân này á, giống như có cái người mang guốc. Các bạn biết hồi xưa những cái người mà phụ nữ xưa họ hay mang những cái đôi guốc bằng mộc á các bạn. Thì giống như là cái người đó mang cái đôi guốc bằng mộc và bắt đầu bước dần 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 xuống cái cầu thang. Cô có thể nghe được tiếng cọp 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 cọp. Các bạn thử tưởng tượng theo cái lời Thi kể nha, rất kinh dị. Thì khi mà cô nghe cái tiếng cọp 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 bước xuống, rồi sau đó người đó đi tới gần cái đi văn của mình. Và khi đi tới, người này dở mùng lên các bạn và vào ngồi hẳn trên đi văn luôn. Và người này, cô thấy người này cầm một cái quạt. Cô không thấy rõ người này là ai, nhưng mà cô thấy rõ cây quạt. Cây quạt hồi xưa đó các bạn, thì bắt đầu người này quạt. Quạt mà cái cách quạt á, của người này y như là bà nội của cô khi còn sống. Hồi xưa là cô còn nhỏ đó, là mỗi lần mà nhà có vấn đề gì ba mẹ cô hay gửi cô qua cho nội của mình. Rồi xong rồi mỗi lần mà đêm cô ngủ cô nóng á, thì được bà nội quạt cho. Và cái cách quạt của cái người mà cô đang chứng kiến đây, nó y như là cái cách quạt của nội hồi xưa vậy. Quạt bạch bạch mà nó trúng xuống cái đi văn á các bạn, khiến cho tạo ra cái tiếng sạch sạch sạch. Thì khi mà cô bắt đầu á, là giống như người đó quạt cho cô các bạn. Rồi sau một hồi bắt đầu á, hả cô, khi đó cô biết nha, nhưng mà cô không thể nhúc nhích được, mà cô sợ hãi, cô không dám, gọi là không dám mở mắt ra để nhìn luôn. Thì sau đó sau một hồi người này quạt xong, bắt đầu người này đứng lên. Thì cô nghĩ là bà nội của mình. Thì bà bắt đầu đứng lên các bạn, đứng lên xong rồi cũng tiếng guốc đó đi cọc 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 lên trên cái cầu thang. Rồi sau đó cô bắt đầu nghe tiếng loảng xoảng, rồi tiếng giống như là tiếng thủy tinh va vào nhau, lớn xong nhỏ dần. Rồi bắt đầu tiếng bọc ni lông xoẹt 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 nhỏ dần, rồi không còn nghe tiếng gì nữa. Thì khi mà không còn nghe tiếng gì nữa thì cô mừng lắm các bạn. Nhưng mà cô vẫn không thoát khỏi cái cảnh là đang cứng ngắc cứng khờ, cái người không thể nào nhúc nhích được hết. Thì lúc đó tự nhiên cô nghe tiếng heo nó kêu, là giống như ai đang làm heo. Thì cô mừng lắm, cô nghĩ rằng chắc là cậu với lại mợ của mình, ý xin lỗi, chú với lại mợ của mình á, là đã thức rồi, đã đem heo ra làm rồi. Thành ra cô mừng. Nhưng mà sao mà khi mà nghe tiếng kêu ếc ếc ếc, tiếng cái heo kêu giống như bị chọc tiết các bạn, rất lớn luôn, rất lớn. Nhưng mà sao họ tự nhiên nó ngưng, nó ngưng và nó lại rơi vào một cái hoàn toàn tĩnh lặng các bạn. Tĩnh lặng là không còn một cái tiếng động gì nữa. Thì sau đó cô vẫn thấy người chị mình ngủ, ông nội á, thì giống như đang mớ cái gì đó. Rồi xong rồi cô cứ cố gắng cố gắng. Thì sau một hồi nữa cô mới bắt đầu cảm thấy có ánh sáng ở phía sau. Thì cô biết rằng á, là cái người người chú của mình, người thím của mình đã thức rồi. Thì cô mừng lắm. Lúc này là cô bắt đầu mới ngồi dậy được các bạn, và bắt đầu ngồi dậy chạy ra phía sau và nói chuyện với lại những người lớn trong gia đình. Và cái chuyện này á, là khiến cho cô nhớ tới giờ, và cô tin rằng cái người mà quạt cho cô đó là nội của mình các bạn. Thì đó là ba câu chuyện mà cô đã viết email về để mà gửi về cho kênh chúng ta. Thi đã kể lại xong rồi, và hôm nay tập 301 Thi đã kể xong. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 302. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện tiếp theo mà các bạn đã gửi về cho Thi. Thi cảm ơn các bạn là trong suốt mấy trăm tập vừa qua đó, là các bạn đã ủng hộ Thi rất là nhiều luôn. Cảm ơn những cái chân tình đó của các bạn, vì những cái tấm chân tình đó đó mà Thi cố gắng kể chuyện cho tới tận bây giờ đó các bạn. Thành ra là Thi cảm thấy rất là vui. Tự nhiên mình được rất là nhiều người yêu mến như vậy, mình vui lắm. Mặc dầu lâu lâu cũng bị chửi, nhưng mà thôi không sao các bạn. Thôi bây giờ là xin chào tạm biệt các bạn nha. Chúc các bạn một tối vui vẻ bên gia đình của mình. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ, nghe chuyện của Thi xong rồi ngủ ngon nha các bạn. Xin chào.